Em chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa nhé. Nay thì em tranh thủ sửa con radio cầm tay cho anh khách ở Quảng Ninh. Con Natiola, trông con này còn rất là đẹp đây này. Con này còn rất là đẹp nhé. Hình thức còn rất là ok. Sơ bộ đây thì em kiểm tra con này. Thì hiện tại giờ là đang bật lên không thấy gì các bạn. Này nó bị long này, tí em sẽ gắn keo cố định luôn. Em sẽ tiến hành và kiểm tra con này nhé. Con này của anh khách ok đấy này. Con này thì mạch này nó chạy transistor hết các bác nhé. Nên mạch này cũng dễ dùng. Mạch này nó sử dụng là biến thế xuất âm. Trên này thì nó chỉ có 3 con chan thôi. Một con điếu tách sóng này. Nói chung con máy này, con này của anh rất là ok. Tí vệ sinh qua cho anh luôn. Đây, điếu tách sóng này. Tụ xoay này. Bởi vì nó chỉ có AM thôi mà. 5 con chan si to. Đây, 5 con chan si to nhé. Lỗi con này là đang bị lỗi là không phải phần thu phát sóng mà đang lỗi về phần công suất. Lỗi công suất, mạch thì nó đơn giản, nó không có gì phức tạp cả, nhưng mà quan trọng là tìm ra bệnh. Đúng bệnh thì nó sẽ ok. Lỗi phần công suất. Đây đã ok đây. Ta sẽ vệ sinh qua và sẽ lắp lại. Chia sẻ các bác một chút là như các bác muốn sửa được những con này thì thứ nhất là các bác phải quan sát là cái vấn đề là nguồn vào đã có hay chưa. Đây em đang câu tắt qua cái đường cắm tai nghe này, tí em sẽ nhả ra. Kiểm tra thứ nhất là điện áp vào đã có hay chưa, nó là qua cái volume công tắc ở đây đấy. Nói chung là chúng ta phải có đồng hồ đo các bác nhé, kiểm tra xem điện áp đã thông chưa. Thông rồi thì lại kiểm tra tiếp đến các tầng sau, rồi các bác nhìn chân của nó sẽ biết được là cái điện áp đi vào đâu và qua con transistor nào. Rồi là nếu mà quan sát sơ bộ mà linh kiện còn đẹp không vấn đề gì thì chúng ta sẽ kiểm tra đánh sâu vào transistor công suất thì nó sẽ xử lý thôi. Tất cả đều phải có đồng hồ đo thì mới làm được. Rồi con máy của mình đã ok rồi đây. Con này tiến rất là nét. Hơi tiếc cái nó chỉ có AM thôi. Con này có FM nữa là hết ý đấy. Anh khách thì anh có bảo là chế FM nhưng mà chịu, chế em sao được, cái nguyên bản sản xuất nó đã vậy rồi. Không được chế được. Người dân mà không hoảng sợ khi nhận được thì hầu như đều là những câu văn câu thơ rất là nhiều chiêm nghiệm. Thế và những bài thơ đó sẽ chắp cánh cho những ước mơ của các bạn.